Rồi, xin chào tất cả các anh các chị. Mình là Huy Cường đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và rất là vui ngày hôm nay là chúng ta lại có mặt trong cái buổi chia sẻ qua webinar. Hôm nay với một cái chủ đề đó là tại sao lại lựa chọn Tập đoàn Sức khỏe Siberi để chúng ta sử dụng nó làm cái công cụ để chúng ta thực hiện những cái lý tưởng, những cái sứ mệnh và những ước mơ của mình. Nếu như chúng ta không soi được rõ, không rõ ràng của cái sự lựa chọn của chính mình thì chúng ta cũng sẽ rất là khó để có thể đi giúp được người khác. Hay có một cái câu nói đó là chỉ có khi mình soi rõ con đường mình đi, mình phải soi được đường cho chính mình thì mình mới soi được đường cho người khác. Và các anh các chị, chúng ta nhìn thấy có cái ba cái vòng tròn như hôm trước chúng ta đã trao đổi. Đấy, để thành công được trong kinh doanh theo mạng thì nó cần ba cái yếu tố cốt lõi, ba cái vòng tròn đấy. Điều đầu tiên chính là bạn. Cái thứ hai là cái hệ thống dẫn đường, hệ thống đào tạo, hệ thống huấn luyện, cái môi trường để giúp chúng ta phát triển. Và cái thứ ba đó là chính là cái đối tác. Thì cái vòng tròn thứ hai hôm trước chúng ta vòng tròn về cái hệ thống S69 thì tối thứ tư tuần trước chúng ta đã trao đổi với nhau, và ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái vòng tròn thứ ba, đó là về cái Tập đoàn Sức khỏe Siberi. Tại sao chúng ta lại lựa chọn Tập đoàn Sức khỏe Siberi để thực hiện cái ước mơ của mình, để thực hiện những cái khát vọng của mình, để giúp cho chúng ta thay đổi, cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp cho chúng ta có sức khỏe, vân vân. Thế thì tôi rất thích một cái câu nói, đó là thành công á, đó là do sự lựa chọn chứ không phải là do tình cờ, đúng không? Người Mỹ người ta nói là success is by choice, not by chance. Thành công là do sự lựa chọn chứ không phải do sự tình cờ. Có rất là nhiều những con người mà sống cả đời mà cũng không có được những cái, không thực hiện được những cái ước mơ, thậm chí là ví dụ như là có nhà cửa hay là xe, hoặc là đi du lịch trong nước cũng như thế giới. Vì sao? Bởi vì họ, cái sự lựa chọn họ không lựa chọn mà tình cờ dẫn họ đến một cái công việc gì đó. Thế thì ví dụ như là một anh lái taxi thì để mong muốn kiếm 30 triệu một tháng vô cùng là khó khăn rồi, đúng không? Hay là một người kỹ sư chỉ làm công ăn lương thôi, mong muốn kiếm 40 50 triệu là rất là khó rồi, trung bình là 10 cho đến 20 triệu. Cho nên là nếu như chúng ta muốn cái chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn, nếu như chúng ta muốn đạt được những cái điều tốt hơn trong cuộc sống, ví dụ nâng cao cái thu nhập, chúng ta muốn có những cái xe đẹp hơn, có nhà rộng hơn, chúng ta muốn đi du lịch được nhiều hơn, chúng ta muốn giúp đỡ được nhiều người hơn, thì chắc chắn là chúng ta lựa, nếu như cái công cụ mà chúng ta đang có không giúp mình đạt được, thực hiện được những ước mơ thì chúng ta phải thay đổi cái sự lựa chọn. Thế còn khi lựa chọn Siberi rồi thì tại sao chúng ta lại lựa chọn Siberi mà không phải là các cái công cụ khác, các cái công ty khác, đúng không? Vậy thì đấy là một cái câu hỏi đặt ra mà chúng ta cần phải trả lời nó một cách rõ ràng. Thì cái điều đầu tiên đấy, để trước khi lựa chọn bất kỳ một cái gì thì mình phải biết là mình muốn gì trước. Hay là mình biết là cái giá trị bản thân của mình, cái giá trị bản thân của hệ thống của chúng ta, cái điều mình mong muốn, cái lý tưởng của mình là gì, hay mình mong muốn thực hiện cái ý nghĩa cuộc sống của mình, cái sứ mệnh của mình, và mình mong muốn mình cùng đội ngũ của mình sẽ đi đâu về đâu. Và khi chúng ta biết rõ cái điều đó thì chúng ta mới biết là mình lựa chọn cái gì. Còn hôm trước chúng ta đã trao đổi về giá trị cốt lõi của chúng ta là cái hệ thống S69 đấy là gì? Đó là trung thực, quyết liệt, khác biệt và vượt trội. Thế thì chính từ một cái sự lựa chọn đầu tiên, cái giá trị cốt lõi đầu tiên đấy là sự trung thực. Vì vậy chúng ta phải chọn một cái đối tác nó trung thực. Nếu chúng ta chọn mình là trung thực mà đối tác không trung thực, kinh doanh không trung thực, không minh bạch thì chúng ta sẽ chọn sai, đúng không? Cái thứ hai là cái lý tưởng sống của chúng ta. Đó, chúng ta đã chia sẻ là chúng ta nguyện biến mình thành chiếc rẻ lau bạn, để lau đi, để xóa đi những vết đen, những vết nhơ, những sự hiểu chưa đúng, chưa chính xác về kinh doanh theo mạng cũng như thực phẩm chức năng, đúng không? Và biến mình thành cây bút để chúng ta vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp như nó vốn có. Thế thì từ cái lý tưởng rất là tốt đẹp đó, chúng ta muốn xóa đi những vết đen, những vết nhơ, vân vân. Về kinh doanh theo mạng cũng như thực phẩm chức năng thì chúng ta phải chọn một cái đối tác nó đúng là kinh doanh theo mạng chân chính một cách thực sự, và một đối tác có những cái dòng sản phẩm để nó là thực phẩm chức năng thực sự mang lại hiệu quả, giá trị sử dụng cho bản thân và cho cộng đồng. Không những nó mang lại giá trị sử dụng cho bản thân, cho cộng đồng, mà nó còn
cái chi phí, cái đồng tiền người ta bỏ ra sử dụng nó phải hợp lý, và người ta bỏ ra những đồng tiền họ sử dụng họ phải đạt được những cái giá trị ít nhất là bằng hoặc là vượt xa những cái đồng tiền họ bỏ ra. Cái điều thứ ba là cũng chính từ cái sứ mệnh của chúng ta, đó là chúng ta cùng nhau mong muốn góp sức mình, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau tập trung năng lượng, trí tuệ và sức mạnh để chúng ta thực hiện cái sứ mệnh, đó là góp phần chấn hưng sức khỏe dân tộc và khai sáng tiềm năng con người. Thế thì chúng ta biết là thực phẩm chức năng bản thân chúng ta nó đã giúp được chúng ta có sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho chính mình, và mong muốn được nhiều người nhất của Việt Nam, của dân tộc chúng ta được sử dụng, thì chúng ta phải lựa chọn những cái sản phẩm nó phải siêu sạch, siêu an toàn, nó phải mang lại cái kết quả sử dụng, cái hiệu quả sử dụng cho người sử dụng, nhưng cái giá của nó để làm sao được nhiều người có thể sử dụng được nhất. Chính vì vậy mà chúng ta lựa chọn tập đoàn sức khỏe Siberi. Về tầm nhìn, đó là chúng ta mong muốn xây dựng cái hệ thống của chúng ta trở thành một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam. Thế thì để thực hiện được một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam, đó là gì? Đó là nó là kinh doanh chân chính, sản phẩm về thực phẩm chức năng phải tốt, phải có giá trị, kinh doanh theo mạng, là những con người thực sự có lòng tốt. Một cái hệ thống mà bất kỳ ai đáng tham gia nhất, đó là bất kỳ ai bước vào cái hệ thống này họ phải tự hào mình là thành viên của hệ thống. Thì chính vì từ cái tầm nhìn này, chúng ta chỉ thành công được khi chúng ta lựa chọn được một đối tác, họ cũng là một trong những cái công ty mà đáng tham gia nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay thì Siberi chúng ta biết rồi, một chút nữa chúng ta sẽ chia sẻ. Thế thì đúng là từ cái giá trị cốt lõi của chúng ta, từ lý tưởng, từ sứ mệnh, từ tầm nhìn của chúng ta lựa chọn được Siberi hoàn toàn phù hợp và giúp cho chúng ta thực hiện được những cái lý tưởng, những cái sứ mệnh và tầm nhìn của chúng ta. Thứ nhất là tại sao chúng ta lựa chọn tập đoàn sức khỏe Siberi để hợp tác. Thứ nhất là cái hệ thống nó đã chứng minh thành công ở 25 quốc gia, và chúng ta rất là vui mừng khi mà tập đoàn chính thức mới mở một cái thị trường rất là xa, đó là thị trường Mexico vào ngày 26 tháng 1 vừa qua. Và ngày hôm nay thì Siberi đã có mặt ở 26 quốc gia. Người ta nói là chỉ khi làm chủ được chính mình thì bạn mới làm chủ được cuộc chơi của bạn. Và Siberi họ làm chủ được cuộc chơi của họ, thì chúng ta tham gia vào cuộc chơi đó, và chúng ta làm chủ được cuộc chơi của chúng ta thì chúng ta mới thành công. Nếu bản thân tập đoàn sức khỏe Siberi chưa có điều gì để chứng minh, ví dụ như tuổi đời ít, bước vào các quốc gia thành công rồi lại đóng cửa, thì không nói nên điều gì hết. Nhưng Siberi xuất phát từ Liên bang Nga năm 1996, và sau 8 năm họ xây dựng nền tảng, họ xây dựng cơ sở vật chất, các nhà máy sản xuất, các trung tâm khoa học sáng tạo, vân vân. Và năm 2004 thì Siberi bắt đầu vươn ra thế giới. Thực sự tính tuổi đời quốc tế của tập đoàn sức khỏe Siberi mới được có 12 tuổi. Và là một tập đoàn còn rất non trẻ nhưng đã chứng minh được thành công lớn ở 25 quốc gia, mới bước vào nước thứ 26. Đã vào được những quốc gia khó tính như là Đức năm 2009, Mỹ 2010, và Việt Nam chúng ta rất là tự hào, rất là vui mừng và rất là hạnh phúc được chọn làm thị trường chiến lược, thị trường bàn đạp của châu Á, để từ Việt Nam chúng ta sẽ tạo ra những nhà một đội ngũ những nhà kinh doanh thực sự thành công, có tâm, có tầm, có tài để chúng ta vươn ra thế giới. Thế thì Siberi làm chủ được cuộc chơi của họ, có nghĩa là họ làm chủ chủ được cái vùng nguyên liệu, từ nguyên liệu đầu vào, không, đó là một cái vùng có 102 trên thế giới này. Không, tôi đố các chị có thể tìm được một cái vùng nào khác trên thế giới này nó giống như vùng Siberi, đúng không? Nó rộng gấp gần 40 lần Việt Nam, lớn hơn cả nước Mỹ và lớn hơn cả Trung Quốc. Mà riêng về cái nguồn thảo dược của Siberi, đó là những cái nơi mà có năng lượng của vũ trụ, năng lượng của trời, của đất, và thậm chí những nhà tâm linh người ta nói đó là một cái vùng có năng lượng rất lớn, năng lượng tâm linh. Và các nhà khoa học của tập đoàn sức khỏe Siberi họ nói rằng là riêng nguyên liệu đầu vào sẽ giúp cho tập đoàn sức khỏe Siberi tồn tại nhiều trăm năm tuổi. Cái điều thứ hai họ làm chủ được cuộc chơi đó là làm chủ về khoa học. Và ngày hôm nay nếu như không có khoa học sáng tạo, không không có những phát minh mới, không có những cái cải tiến mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, để ra những cái sản phẩm mới để cạnh tranh, thì rất là khó tồn tại trong cái cuộc chơi toàn cầu ngày hôm nay khi mà cái sự cạnh tranh khốc liệt. Thì họ hoàn toàn làm chủ được cái cuộc chơi của họ về mặt khoa học. Trung tâm khoa học sáng tạo của tập đoàn đứng đầu là chồng chủ tịch tập đoàn là ngài Yuri Gichev.
nơi tập hợp trên 100 nhà khoa học hàng đầu nước Nga và hàng đầu trên thế giới, và họ hoàn toàn chủ động trong vấn đề khoa học và có rất nhiều những sản phẩm được cấp bằng sáng chế, được bảo hộ độc quyền trên toàn thế giới, và chúng ta được sử dụng những sản phẩm huyền thoại của tập đoàn mà chỉ có Siberi có và không có bất kỳ một tập đoàn nào khác có, giống như là bộ ba thanh lọc, giống như là dòng Lifosan. Điều tiếp theo họ làm chủ được, cuộc chơi của họ đó chính là làm chủ và sản xuất. Có rất nhiều công ty là kinh doanh theo mạng là những công ty thương mại và họ bị phụ thuộc vào đối tác, nhưng với tập đoàn sức khỏe Siberi họ hoàn toàn làm chủ cái cuộc chơi của họ về mặt sản xuất. Hiện nay đã có 2 nhà máy sản xuất, và trong năm nay kỷ niệm lần thứ 20 sinh nhật tập đoàn thì tập đoàn sức khỏe Siberi sẽ khánh thành cái tổ hợp khổng lồ số 3, công suất thiết kế nó lớn hơn 10 lần cái tổ hợp số 2, và tất cả những cái tiêu chuẩn khắt khe ngặt nghèo nhất trên thế giới này như là GMP quốc tế, như là tiêu chuẩn FDA, rồi HACCP vân vân, họ có hết. Và chính vì chủ động về sản xuất cho nên là cái chất lượng của sản phẩm được giữ vững và được cải tiến, được nâng cao, và cái giá nó luôn luôn ổn định, cái chính sách luôn luôn ổn định. Và tôi quan sát là trong 6 năm qua là tập đoàn sức khỏe Siberi không có một cái sự điều chỉnh nào về giá. Và từ ngày tôi hợp tác với tập đoàn sức khỏe Siberi cho đến ngày hôm nay, từ mùng 1 tháng 8 năm 2014 cho đến ngày hôm nay, không có một cái sự thay đổi biến động nào về giá. Chỉ có gần đây nhất là cái hộp gel xương khớp nó tăng một chút xíu do họ thêm những cái thành phần hàm lượng mới để cho nó tốt hơn. Và họ hoàn toàn làm chủ về logistics, tức là về dịch vụ hậu cần. Rồi tiếp theo là họ làm chủ hoàn toàn về phân phối. Và chính vì vậy là họ làm chủ được cuộc chơi của họ. Và chính điều đó, một điều quan trọng đó, nó sẽ giúp chúng ta làm chủ được cuộc chơi của chúng ta. Bởi vì có một câu nói mà tôi rất là thích, đấy là khi chúng ta làm chủ được đúng chỗ đứng của mình thì chỗ đứng đó là cái chỗ đứng cao nhất. Và ở Việt Nam này, để chúng ta thực hiện được cái lý tưởng và cái sứ mệnh rất là lớn lao của đội ngũ chúng ta, thì chỉ khi chúng ta làm chủ được cuộc chơi của chúng ta mới có thể thành công được. Nếu như chúng ta chơi theo cuộc chơi của người khác, cũng đã tạo ra tai tiếng, đã tạo ra những cái câu chuyện vỡ nợ, phá sản, vân vân, đã tạo ra những cái câu chuyện mà nó khiến những cái người khác đầu tư, hay là tạo ra những cái câu chuyện, những cái hình ảnh về bán phá giá trên thị trường, thì chắc chắn một điều là vô cùng khó khăn cho chúng ta trong cái việc thực hiện được cái lý tưởng, sứ mệnh, tầm nhìn và cái mục, cái ước mơ của chúng ta. Như ngày hôm nay với Siberi, chúng ta rất là vui mừng và rất là tự hào để nói rằng sau từ cuối 2013 bước vào thị trường Việt Nam, và đặc biệt là từ khi hệ thống chúng ta từ ngày 6 tháng 6 năm 2014 là người đỡ đầu của tôi bắt đầu cuộc chơi này, và cá nhân tôi từ ngày 1 tháng 8 2014 cho đến ngày hôm nay là chưa có một lọ sản phẩm nào của tập đoàn sức khỏe Siberi bán phá giá ra thị trường. Đấy là một cái điều mà chúng ta có thể tự hào để tuyên bố những cái điều đó. Cái điều thứ hai, tại sao chúng ta lại lựa chọn tập đoàn sức khỏe Siberi? Thế thì trong cái thế giới cạnh tranh này, đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta nhìn về lĩnh vực thực phẩm chức năng cũng như là kinh doanh theo mạng, ngày hôm nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đó là một cái cuộc cạnh tranh khốc liệt. Và nếu như cái công cụ, nếu như cái công ty, cái đối tác mà chúng ta lựa chọn họ không có khả năng cạnh tranh cao, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất khó khăn trong thực hiện được cái ước mơ của mình. Vậy thì Siberi, tập đoàn sức khỏe Siberi, thì cái khả năng cạnh tranh đặc biệt nó là cái gì? Cái điều đầu tiên chúng ta phải nói đến, đấy chính là cái chất lượng, cái hiệu quả sử dụng sản phẩm và giá. Tập đoàn sức khỏe Siberi cạnh tranh gần như tuyệt đối về hiệu quả sử dụng và giá. Đó là một trong những cái sản phẩm tốt nhất trên thế giới này, tạo ra hiệu quả sử dụng. Trong hơn một năm qua, gần 17 tháng qua từ ngày tôi hợp tác với tập đoàn sức khỏe Siberi, thì chúng ta đã tạo ra rất nhiều những cái kết quả sử dụng ngoài sức tưởng tượng. Sử dụng sản phẩm cảm nhận nhanh, kết quả thì kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. Những câu chuyện về bác Chuông năm nay 70 tuổi ở Hoài Đức, Hà Nội, những câu chuyện về bạn Huyền ở Thái Bình, những câu chuyện về bạn Đạt ở Hải Phòng, và rất rất nhiều những cái câu chuyện khác, nó làm lay động trái tim của mỗi một con người. Và đặc biệt là bản thân cá nhân của mỗi chúng ta, khi mà sử dụng cái sản phẩm này đều cảm nhận được cái sự chuyển hóa, những cái sự đào thải, sự thay đổi. Và nó giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt, cũng như một cái nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Thì đó là cái hiệu quả sử dụng. Và đặc biệt nhất là ai sử dụng đúng đủ đều, đều cảm nhận tốt và đều có kết quả. Đấy mới là một cái điều mà nó làm cá nhân tôi là hết sức ngạc nhiên.
và giá. Chúng ta cạnh tranh tuyệt đối về giá. Giá chúng ta vẫn có thể tự hào nói rằng đó là không có đối thủ. Và chúng ta hy vọng cũng như tin tưởng một điều là cái tổ hợp sản xuất khổng lồ số 3 ra đời thì chúng ta sẽ cạnh tranh được về giá. Còn một cách mạnh mẽ hơn nữa, bản thân cái giá ngày hôm nay nó đến tận tay các tư vấn viên cũng như là đến tận tay người tiêu dùng, nó đã quá cạnh tranh rồi, nó đã không có đối thủ rồi, thậm chí thấp hơn cả những công ty ở Việt Nam. Và chúng ta lại còn được hưởng 25% nữa thì đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Và nếu như chúng ta là một người tiêu dùng, chúng ta được sử dụng cái sản phẩm, một trong những sản phẩm tốt nhất trên thế giới này và giá nó lại vô cùng hợp lý, vô cùng rẻ, thì không có gì là hạnh phúc hơn, phải không ạ? Vậy thì nếu như chúng ta là một nhà kinh doanh mà chúng ta được kinh doanh những cái sản phẩm chất lượng đẳng cấp thế giới mà giá nó lại không có đối thủ, thì đấy là một cái vũ khí vô cùng lợi hại. Và nó chứng minh cái hệ thống của chúng ta vì cái khả năng cạnh tranh tuyệt vời của sản phẩm như vậy mà nó đã chứng minh cái sự thành công bước đầu rất là tuyệt vời của hệ thống chúng ta từ trong vòng một năm qua. Cái tiếp theo, cái cạnh tranh tiếp theo đó là về cái sơ đồ trả thưởng hay là về cái cách thức phân chia lợi nhuận. Người ta nói rằng là trong các cái phép tính ấy, thì phép chia là phép khó nhất. Thì chia ấy, làm sao ấy, nó phải hài hòa lợi ích. Và người tiêu dùng thông minh là thông minh thực sự. Có nghĩa là khi anh ký hợp đồng trở thành người tiêu dùng thông minh, trở thành tư vấn viên thì nó phải khác với lại những cái người tiêu dùng mà họ không ký hợp đồng. Thế có rất là nhiều những công ty họ nói là ký hợp đồng là người tiêu dùng thông minh, nhưng mà ra thị trường mua thì thậm chí giá nó bán bằng nửa ở công ty. Điều đó có nghĩa là gì? Không có thông minh một chút nào cả, đúng không ạ? Nhưng chúng ta là những người tiêu dùng thông minh, và bất kỳ ai mà ký hợp đồng trở thành tư vấn viên của tập đoàn sức khỏe Sibri đều là người tiêu dùng thông minh. Bởi vì Sibri không có mua rẻ bán đắt và bán duy nhất một giá. Tại công ty chúng ta cũng mua giá đó và chúng ta bán ra ngoài thị trường, ra người tiêu dùng thuần túy cũng đúng giá đó. Nhưng khi ký hợp đồng và mua sản phẩm tại công ty ấy, thì chúng ta sẽ được 25% trực tiếp trên mỗi đơn hàng. Có nghĩa là chúng ta thông minh hơn những người không ký hợp đồng, là chúng ta có quyền lợi 25, đúng không ạ? Do cái công là sao? Do cái công chúng ta biết được thông tin, do cái công chúng ta tìm hiểu một cách nghiêm túc và chúng ta trở thành đối tác, thì chúng ta được 25%. Đấy là người tiêu dùng thông minh. Cái thứ hai là người bán buôn. Thế là có rất là nhiều công ty lấy sản phẩm ở công ty một giá và bán ra thị trường bán bằng giá đó còn rất là khó, chứ không nói là muốn nói là cộng hơn, cộng nó cao hơn. Nhưng đối với tập đoàn sức khỏe Sibri đó, với những ai có lòng tốt chỉ mong muốn giúp đỡ những người khác tiêu dùng sản phẩm không thôi, người bán hàng không thôi, thì ngoài cái thu nhập 25%, chúng ta bán doanh số lớn chúng ta còn được 8-37% nữa. Và cái người bán buôn kiếm tiền được một cách thực sự ở đây, và có rất là nhiều những cái người chỉ có chia sẻ sản phẩm cho những người khác sử dụng thuần túy thôi, họ cũng đã kiếm được rất là nhiều tiền. Cái đối tượng thứ ba đó là cái người làm thêm. Thế thì làm thêm, ví dụ họ dành 1 đến 2 giờ một ngày, dành những cái thời gian rảnh rỗi buổi tối hay là cuối tuần, họ mong muốn kiếm thêm 2 triệu, 5 triệu hay 10 triệu là kiếm thêm được một cách thực sự. Chứ nếu mà mong muốn của người làm thêm, họ mong muốn kiếm thêm mà không kiếm được thì đấy không phải là một cái phép chia nó hợp lý. Và đã chứng minh là rất nhiều người, các tư vấn viên trong hệ thống của chúng ta là những người làm thêm và đã kiếm thêm được thu nhập từ 2 đến 5 đến 10 triệu, thậm chí còn cao hơn. Đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Có những công ty thậm chí còn làm chuyên nghiệp, làm ngày làm đêm, kể cả hai vợ chồng làm và khát vọng rất lớn, cống hiến hy sinh rất là nhiều thứ nhưng còn không có tiền, thậm chí là còn bị âm, thì làm sao người làm thêm có thể kiếm thêm được thu nhập? Nhưng với Sibri thì hoàn toàn khác. Đấy là một cái điều chúng ta rất là vui và đáng tự hào về cái sự lựa chọn của mình. Và cái điều thứ tư, cái phép chia làm sao ấy, dành cho các nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp. Họ phải xây dựng một cái sự nghiệp kinh doanh không có giới hạn và bền vững, không có giới hạn về mặt không gian. Có nghĩa là sẽ giúp chúng ta có thể phát triển được thị trường khắp cả nước này, giúp chúng ta có thể phát triển ra châu Á, giúp chúng ta phát triển ra toàn thế giới. Nó không có một cái giới hạn nào cả. Nó phải giúp được các nhà kinh doanh theo mặt chuyên nghiệp xây dựng được một cái hệ thống thực sự bền vững, một cái hệ thống mà khi người ta nói đến thu nhập thụ động thì nó phải là thu nhập thụ động thực sự. Và muốn có một cái hệ thống thu nhập thụ động thực sự chỉ khi là người ta tái tiêu dùng một cách tự nguyện, tức là cái tích cực ấy, là nó là thực sự cái nhu cầu của người ta, và cái khả năng tích cực nó phải không khó. Chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần làm việc đúng theo hệ thống, đúng theo hướng dẫn, đúng theo đào tạo là chúng ta thực hiện được.
Tức là một cái hệ thống kinh doanh ấy muốn có một cái thu nhập thụ động thì điều đầu tiên là người ta phải tái tiêu dùng tự nguyện. Cái điều thứ hai ấy, là nó phải có cái dòng máu mới vào, tức là gì, trong cái việc tuyển dụng người vào hệ thống mạng lưới nó không có khó khăn. Bởi vì một nhà kinh doanh theo mạng cần làm 3 điều: một là bán hàng, hai tuyển dụng, ba là học tập, huấn luyện và đào tạo, đúng không? Thế thì cái bán hàng của chúng ta nó chứng minh là nó không có khó. Bản thân cá nhân tôi không có tháng nào doanh số cá nhân là dưới 500 điểm cả, có những tháng là trên 1.000, mà tôi chỉ dành có 1% công sức để kết nối người tiêu dùng thôi, để chăm sóc người tiêu dùng thôi, mà tôi vẫn thực hiện được cái doanh số cá nhân trên 500 điểm, thì nó không có khó. Và chứng minh là cái mạng lưới kinh doanh do chúng ta xây dựng lên, bản thân tôi xây dựng ra, thì cái việc tỷ lệ tái tiêu dùng nó rất là cao và doanh số nó luôn luôn tăng trưởng ổn định, tăng trưởng ổn định, tăng trưởng ổn định. Nó chứng minh một điều, đấy là cái sự tái tiêu dùng rất là tốt và cái những cái nguồn người mới vào rất là tuyệt vời. Thế thì một nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp chỉ khi xây dựng được một sự nghiệp lớn, khi cái sơ đồ trả thưởng nó cho phép, nó không có cái sự làm ăn chụp giật, nó không có cái sự lôi kéo vào đây được, và nó không có cái sự trông chờ ỷ lại. Nếu như một người bước vào tập đoàn sức khỏe Sivri, nếu như anh trông chờ những người dưới làm việc mà anh không làm việc, tôi đảm bảo anh không có thu nhập hoặc là thu nhập rất là ít. Bởi vì một nhà kinh doanh theo mạng thực sự chỉ khi chúng ta sao chép được bản thân và chúng ta giúp được 3 cho đến 5 người xây dựng được hệ thống, xây dựng được mạng lưới, thì đó mới gọi là một nhà kinh doanh theo mạng thực sự. Còn một nhà kinh doanh theo mạng ăn may mà tìm được một người dưới giỏi hơn mình và mình ngồi họ làm để hưởng, thì đấy không phải là nhà kinh doanh theo mạng. Và cái sơ đồ này với cái luật chơi 60-40 chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ. Chúng ta muốn có thu nhập và muốn có mạng lưới bền vững thì đương nhiên một cái mạng lưới bền vững đó là phải mở cả ngang, và chúng ta sao chép các tầng một của chúng ta mở ngang, có nghĩa là đào sâu cho chúng ta, thì đấy là một cái mạng lưới bền vững, đúng không? Đấy là lý do tại sao mà lý do thứ hai tại sao chúng ta lựa chọn tập đoàn sức khỏe Sivri để trở thành đối tác. Cái lý do thứ ba tiếp tục đấy là cái khả năng cạnh tranh của Sivri về chính sách, ví dụ như chính sách quỹ thưởng xe hơi, chính sách nhà ở, chính sách du lịch. Thế thì chủ tịch tập đoàn đã đưa cái chương trình quỹ thưởng xe hơi, cái dự án xe hơi Sip Valeo Team về Việt Nam, và tôi rất là tự hào người đỡ đầu của tôi là anh Phạm Hữu Minh đã chiến thắng được cái chương trình này. Bản thân cá nhân tôi cũng đã chiến thắng được cái chương trình và đã được tham gia vào quỹ thưởng xe hơi, và hai tầng một, hai cặp mà hợp đồng gia đình tầng một vô cùng yêu quý của tôi, đó là anh Nguyễn Ngọc Sáng và chị Lê Thị Thanh Quang và anh Phạm Tiến Hinh cũng như chị Đặng Thị Việt Phương đã tham gia vào cái quỹ thưởng xe hơi. Và ngày mùng 2 tháng 1 và mùng 3 tháng 1 vừa qua, chúng tôi vô cùng tự hào là những người Việt Nam đầu tiên được chủ tịch tập đoàn, vợ chồng chủ tịch tập đoàn trao những chiếc chìa khóa xe hơi, chiếc xe Kia Rio trị giá 670 triệu. Đấy là một điều mà chúng ta vô cùng tự hào. Và đó là một cái điều mà chúng ta đã chứng minh là cái sự lựa chọn của chúng ta là một cái lựa chọn đúng đắn, và chúng ta đã chứng minh cái hiệu quả kinh doanh và bước đầu tạo ra những cái thành công. Và năm nay thì tôi tin tưởng rằng là với cái thị trường này, với cái công cụ, với cái hệ thống huấn luyện và đào tạo của chúng ta, sẽ có ít nhất 20 chiếc xe Kia Rio và sẽ có 3 chiếc xe Mercedes-Benz sẽ về Việt Nam với chúng ta. Cái thứ tiếp theo đó là chính sách về nhà ở. Thì hiện nay ở Nga và một số quốc gia khác là tập đoàn đã đưa cái chính sách nhà ở vào, và đã có nhiều tư vấn viên của tập đoàn đã được hưởng cái chính sách nhà ở này. Và tôi tin rằng trong một thời gian không xa, khi mà hệ thống của chúng ta chứng minh được là đó là một cái hệ thống tạo ra doanh số lớn, tạo ra những con người thành công thực sự, tạo ra những nhà kinh doanh theo mạng thực sự tâm huyết, thì chắc chắn chủ tịch tập đoàn sẽ đưa cái chương trình nhà ở vào với chúng ta. Bởi vì cũng như quỹ thưởng xe hơi, chúng ta không có đòi hỏi gì hết, chúng ta chứng minh bản thân chúng ta, thì chủ tịch tập đoàn đã đưa vào, đã đưa cho chúng ta, đã đưa cái chương trình quỹ thưởng xe hơi này vào Việt Nam. Vậy thì chương trình nhà ở cũng vậy, chúng ta khi chúng ta chứng minh được bản thân chúng ta thì chắc chắn một điều là một ngày đẹp trời không xa thì cái chương trình nhà ở này cũng vào Việt Nam. Hay là chương trình du lịch dành riêng cho thị trường Việt Nam, bản thân chúng ta không đòi hỏi, nhưng khi chúng ta chứng minh được bản thân chúng ta xây dựng hệ thống một cách chân chính, làm ăn chân chính, tạo ra những câu chuyện thành công chân chính, giúp những cái con người khác thay đổi được tư duy, thay đổi được chất lượng cuộc sống một cách dần dần từ từ, thì đợt vừa rồi chủ tịch tập đoàn cũng đã công bố chương trình, đưa cái chương trình du lịch vào cho chúng ta. Và trong tháng 4 này, nếu như những ai chiến thắng chương trình du lịch sẽ có mặt tại
Vinpearl hoặc là Nha Trang, Vinpearl Nha Trang hoặc là Vinpearl Phú Quốc thì trong một ngày không xa, gần đây thôi, tập đoàn sẽ công bố là sẽ chọn là Vinpearl Nha Trang hay là Vinpearl Phú Quốc để đưa các tư vấn viên tuyệt vời của chúng ta đến đó. Đó là, và chương trình du lịch nước ngoài một năm có hai chuyến du lịch mùa hè và du lịch mùa đông ở những nơi sang trọng và đẳng cấp nhất trên thế giới. Và vừa rồi thì bản thân tôi cùng người đỡ đầu của tôi đã đi chương trình du lịch Paris. Nó thực sự là tuyệt vời, thực sự là ấn tượng và thực sự là đẳng cấp. Và nếu như ai đó chỉ một lần trong đời chiến thắng chương trình du lịch với tập đoàn sức khỏe Siberia, chúng ta sẽ không bao giờ quên được và chúng ta sẽ có những cái ấn tượng và có những cái kỷ niệm không bao giờ quên. Còn khi chúng ta lên thủ lĩnh, tập đoàn còn có những chương trình du lịch đào tạo dã ngoại riêng dành cho thủ lĩnh, những cái chương trình du lịch lớn đi với vợ chồng chủ tịch tập đoàn tham gia huấn luyện và đào tạo, còn được các nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại trên thế giới này, những cái chuyên gia huấn luyện, những diễn giả hàng đầu trên thế giới đào tạo, và đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Về chiến lược thị trường, thế thì trong nước, Siberia sẽ giúp cho chúng ta cái mở rộng cũng như chiếm lĩnh thị trường các tỉnh từ Bắc tới Nam một cách nhanh chóng. Tôi không thấy có một cái tập đoàn nào họ có cái chính sách đấy là chính sách 10% doanh số thị trường cho cái trung tâm, cái người đứng đầu một cái thị trường nào đó cách bán kính cách Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh 100 km là được phép, khi mà đạt một số cái điều kiện không khó khăn lắm, được phép mở thành lập cái trung tâm thông tin. Mục đích đó là gì? Đó là thứ nhất là quảng bá cái thương hiệu Siberia, cái thứ hai là có 10% doanh số thị trường để đầu tư lại cho thị trường đó, để cho các tư vấn viên hạn chế tối đa, chúng ta thương mại trong thương mại, hạn chế tối đa cái việc cái chi phí hội thảo đào tạo, cái đóng góp của các tư vấn viên, và đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Và hiện nay hệ thống chúng ta rất là vui mừng khi chúng ta đã có những trung tâm ở Ninh Bình của anh Phạm Tiến Huynh, ở Đà Nẵng của anh Nguyễn Ngọc Quân, ở Vũng Tàu của Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng. Và tôi tin chắc là trong tháng 3, tháng 4 tới này, chúng ta sẽ có hàng loạt những cái trung tâm tiếp theo mở ra, bởi vì cái hệ thống đội ngũ của chúng ta bắt đầu bước vào một cái sự bứt phá một cách mạnh mẽ, một cách quyết liệt. Về thị trường châu Á, thì hôm vừa rồi chúng ta rất là vui khi mà Chủ tịch sang đây và chia sẻ, Chủ tịch đưa ra cái bản đồ châu Á và Việt Nam có hình một cái trái tim rất là tuyệt vời. Và tôi nhìn vào ánh mắt của Chủ tịch, tôi tin chắc rằng là Chủ tịch muốn gửi gắm cái tình yêu, gửi gắm cái niềm tin của Chủ tịch vào hệ thống chúng ta. Những con người Việt Nam vô cùng thông minh sáng tạo, và chúng ta chỉ cần đoàn kết thống nhất ý chí thì chúng ta không những là nhanh chóng thống nhất được cái chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, mà chúng ta sẽ là cái đội đầu tiên của Việt Nam sẽ tiến ra châu Á. Và đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Về chiến lược đào tạo, thì hiện nay cái hệ thống S69 của chúng ta là những người đi đầu, tôi thấy rằng là những con người đầy khát vọng và những con người đầy trí tuệ, giống như là Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng, giống như là thủ lĩnh vô cùng yêu quý của tôi là anh Phạm Hữu Minh, giống như là bác sĩ Phạm Tiến Huynh hay là doanh nhân Đặng Thị Việt Phương, là những người đi đầu, những người đang dẫn dắt tạo ra một cái hệ thống, một cái sân chơi này sẽ giúp được chúng ta sẽ thay đổi tư duy và giúp chúng ta có trí tuệ, giúp chúng ta có sức mạnh để chúng ta tiến lên. Và cái hệ thống đào tạo của tập đoàn đó là hệ thống vòng tròn thủ lĩnh, là một cái hệ thống đào tạo đã chứng minh thành công, như tôi nói ban đầu, đã chứng minh thành công, bước vào bất kỳ đất nước nào đều thành công ở đất nước đó. Và cái vòng tròn thủ lĩnh này thì chúng ta sẽ dần dần được tham gia và chúng ta sẽ biết được cái hệ thống đào tạo của tập đoàn nó tuyệt vời như thế nào. Tiếp theo, yếu tố thứ tư, tại sao chúng ta lại lựa chọn tập đoàn sức khỏe Siberia? Thế thì cái thời điểm thị trường này nó như thế nào? Chúng ta biết là thị trường sức khỏe và sắc đẹp ngày hôm nay là một cái thị trường tiềm năng vô tận, một thị trường tiềm năng vô hạn. Chúng ta cứ quan sát một vòng các bệnh viện, đúng không ạ? Chúng ta nhìn, không cần đến bệnh viện, chúng ta hãy quan sát chính bản thân chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, hàng xóm của chúng ta xem sức khỏe của con người ngày hôm nay đang gặp những vấn đề gì. Nếu như chúng ta đến bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Sanh Pôn, bệnh viện Nhi, thì chúng ta thấy vô cùng thương tâm những câu chuyện và người ta cứ mất tiền đến đó. Ví dụ như phải bị tai nạn thì đương nhiên là phải đến bệnh viện. Nhưng với những cái bệnh mãn tính mà ngày hôm nay do cái sự chưa hiểu biết, một trong những lý do khiến cho người ta ra đi, khiến người ta chết không phải là vì bệnh tật. Cái lý do đầu tiên đấy chính là cái lý do là do sự thiếu hiểu biết và chưa hiểu biết dẫn đến người ta bị bệnh tật và dẫn đến tiền mất tật mang. Thì cái chuyện
thị trường sức khỏe Việt Nam ngày hôm nay nó là một thị trường đầy tiềm năng vô hạn. Mà cái sản phẩm của chúng ta nó không những đáp ứng nhu cầu cấp thiết mà nó đáp ứng nhu cầu bức xúc của con người về vấn đề sức khỏe. Và không có nó thì con người khó có thể lấy lại được sức khỏe. Và nếu như người tiêu dùng sử dụng những cái sản phẩm của những cái tập đoàn khác, họ có thể lấy lại được sức khỏe nhưng cái chi phí quá cao. Và chúng ta rất là vui khi chúng ta mang cái sản phẩm này đến cho người tiêu dùng, giúp họ lấy lại được sức khỏe nhưng mà tài chính họ không bị ảnh hưởng lớn, họ không bị khánh kiệt và họ có sức khỏe rồi họ lại làm việc, họ lại kiếm được ra rất là nhiều tiền. Thế thì thị trường sức khỏe và sắc đẹp, đây là một thị trường mênh mông. Về thị trường kinh doanh thương mại thì chúng ta thấy đây là một cái thời sau một quá trình chính thức vào Việt Nam từ cuối những năm 1999 và được pháp luật cho phép hoạt động từ năm 2005 cho đến ngày hôm nay mới được 11 năm có luật pháp. Nhưng nó vẫn là một cái thời đang rất là loạn. Và không phải loạn mà chúng ta hoảng sợ. Người ta có câu đó là thời thế tạo anh hùng, đúng không? Cái thời loạn này nếu như chúng ta giương cao một cái ngọn cờ chính nghĩa, nếu như chúng ta là một cái hệ thống thực sự chân chính đi thu hút những con người những người hiền tài, những người có tâm thực sự mong muốn giúp những người khác có sức khỏe, giúp những người khác bảo vệ sức khỏe, giúp những người khác thay đổi chất lượng cuộc sống thì chất lượng cuộc sống và sức khỏe của chúng ta sẽ tiến lên. Thì đây là một cái thời tôi thấy không có một cái thời điểm nào nó tốt hơn là cái thời điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì hệ thống của chúng ta là hoàn toàn khác biệt. Để tìm những hệ thống chân chính và những công ty thực sự chân chính, những câu chuyện thành công mà rất ít những cái người mà họ bước ra họ kêu ca, họ phàn nàn, họ nói xấu, họ quay lại. Thời điểm này những cái công ty như vậy và những hệ thống như vậy tôi thấy là rất là hiếm, đúng không? Cho nên đây là một cái thời hết sức là tuyệt vời của chúng ta, cái thời mà quá nhiều những công ty đầu tư lướt sóng, những công ty làm ăn chụp giật, bởi vì họ không hiểu được quy luật của cuộc sống, quy luật của kinh doanh, đó là gieo gì gặt đấy. Và rất ngày hôm nay người ta cứ đi gieo, ví dụ như gieo hạt đỗ này muốn mọc ra một rừng na, không có cái mùa xuân đó trong cuộc đời này, đúng không? Gieo những cái điều làm giàu trở nên nhanh chóng, không có. Cái hệ thống của chúng ta là chỉ đi gieo những cái điều tốt đẹp, đúng không? Và gặt hái được những cái quả thực sự là ngọt. Thế thì kể cả là những cái công ty lớn, những công ty có sừng có mỏ, những công ty có tên tuổi trên thế giới và Việt Nam, thì ngày hôm nay họ cũng tạo ra quá nhiều những cái câu chuyện mà đó là gì, cái việc ôm hàng đầu tư, cái việc mất tiền và bán phá giá tràn lan trên thị trường, đấy là những cái hậu quả không tốt và rất rất nhiều những câu chuyện thất bại mất tiền như vậy. Cho nên hiện nay doanh số của họ đang đi ngang và thậm chí đi xuống rất là nhiều, và đó chính là thời cơ vô cùng thuận lợi cho hệ thống của chúng ta, cho công ty Siberi Việt Nam sẽ tiến lên. Và Siberi ở cái thời điểm này, ở cái thị trường này, chúng ta như tôi đã nói, đó là một cái hệ thống, một cái đội ngũ, một cái công ty thực sự chân chính và đi theo đúng đạo, đi theo con đường thực sự mang lại trí tuệ, mang lại sức khỏe, mang lại rất nhiều thứ cho những con người tham gia, thì chúng ta cũng sẽ có sức khỏe, chúng ta sẽ có trí tuệ, chúng ta sẽ có tài chính. Và đây là một cái thời điểm hết sức là tuyệt vời. Cái lý do thứ năm, cái lý do cuối cùng mà tại sao chúng ta lựa chọn tập đoàn sức khỏe Siberi, đó là nếu như chúng ta lựa chọn một cái công cụ mà nó không giúp cho chúng ta thực hiện được lý tưởng, thực hiện được sứ mệnh và thực hiện tầm nhìn của mình thì đương nhiên chúng ta sẽ không lựa chọn. Siberi hoàn toàn có thể giúp cho hệ thống chúng ta thực hiện được cái lý tưởng, được cái sứ mệnh và tầm nhìn của chúng ta. Và nó đã chứng minh là trong vòng hơn một năm qua chúng ta đang dần dần, chúng ta đang từng bước hiện thực hóa được cái lý tưởng của mình, được cái sứ mệnh của mình và tầm nhìn của mình. Cái thứ hai là cái hệ thống S69, cái hệ thống của chúng ta đang xây dựng lên, một cái hệ thống cùng với tập đoàn sức khỏe Siberi sẽ giúp các thành viên thực hiện được ước mơ của mình. Bởi vì ở đây nó không có bất kỳ một cái sự giới hạn nào hết. Bạn mong muốn ước mơ có nhà cao, có cửa rộng, chất lượng cuộc sống tốt hơn, mong muốn ước mơ mình được đi khám phá trên khắp thế giới này, mong muốn ước mơ của mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, có thể đưa những người thân yêu của mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Một cái hệ thống, nếu như bạn có ước mơ trở thành những diễn giả, những nhà doanh nhân hàng đầu Việt Nam và hàng đầu trên thế giới, ở đây nó hoàn toàn cho phép và giúp chúng ta hiện thực hóa được ước mơ của chúng ta. Và một cái điều đặc biệt nhất, một cái điều mà lý do tại sao mà chúng ta lựa chọn tập đoàn sức khỏe Siberi để hợp tác, đó chính là chúng ta biết là
Ai cũng mong muốn xây dựng một cái sự nghiệp để truyền lại cho những cái thế hệ học sinh của chúng ta, để cho con, để cho cháu chúng ta nối góp, tiếp nối cái sự nghiệp này. Thì chỉ khi chúng ta lựa chọn được một công ty đẳng cấp, có tầm cỡ, họ làm chủ được cuộc chơi, và họ cái người đứng đầu chủ tịch tập đoàn là họ còn trẻ và họ còn khát vọng chinh phục, khát vọng tiến lên, tiến xa hơn, thì chúng ta mới thực hiện được. Và với Siberi là một tập đoàn 20 năm tuổi nhưng thực sự thị trường còn mênh mông, còn rất rộng mở, đặc biệt là ở Việt Nam, vô cùng tuyệt vời. Và tôi tin chắc với cá nhân tôi thì tôi sẽ xây dựng cái sự nghiệp này để lại và truyền lại cho những thế hệ con tôi, cháu tôi, chắt chút vân vân. Và tôi cũng tin chắc là các anh em tư vấn viên, những anh em thành viên trong hệ thống S69 của chúng ta, một hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam, chúng ta cũng sẽ xây dựng được một cái sự nghiệp bền vững để chúng ta truyền lại cho đời con cháu chắt chút của chúng ta. Và đó là một cái sự lựa chọn không có gì hạnh phúc hơn, không có gì là tuyệt vời hơn. Thế thì tổng kết lại, khi mà chúng ta đã lựa chọn đúng đắn rồi, nó đã chứng minh trên thế giới, nó cũng đã chứng minh ở Việt Nam, và nó đã tạo ra những cái câu chuyện thành công. Và cái câu chuyện thành công nó rất là vui, rất là hạnh phúc. Khi chúng ta thành công thì người khác thành công, và khi chúng ta tạo ra những câu chuyện thành công ấy thì chúng ta không mong muốn có những câu chuyện thất bại, câu chuyện vỡ nợ, câu chuyện phá sản, câu chuyện mất tiền. Và ngày hôm nay với cái công cụ Siberi này, nếu như những ai bước vào Siberi, bước vào hệ thống S69 mà mua một suất tích cực là 2,6 triệu đồng 100 điểm, mà bản chất là chỉ có 2 triệu bởi vì nhận về 25%. Nếu như họ lười, họ không chịu học hành, họ không thay đổi, họ nhút nhát, họ không chiến thắng được bản thân, không chiến thắng được cái nỗi sợ hãi bản thân, và họ không đi chia sẻ với người khác, thì thực sự là họ dùng cho bản thân họ, họ sẽ có một cái sức khỏe tốt và họ không mất mát điều gì cả. Và đấy là một cái điều lý tưởng. Cho nên tôi chúc cho tất cả các anh em tư vấn viên, khi chúng ta đã có một cái sự lựa chọn đúng đắn, khi chúng ta đã có một cái sự lựa chọn tốt, nó chứng minh bằng kết quả sản phẩm cũng như chứng minh bằng kết quả kinh doanh, và thì chúng ta hãy nắm lấy cơ hội này, chúng ta hãy nắm lấy thời cơ này để chúng ta cùng tiến lên, để chúng ta thực hiện được ước mơ của mình, để chúng ta thực hiện được những cái lý tưởng của mình, và cuộc sống của chúng ta tôi tin chắc sẽ thay đổi. Và năm 2016 này chúng ta sẽ tạo ra một cái sự thực sự khác biệt, chúng ta sẽ tạo ra những câu chuyện thành công, đấy là nó biến những cái điều không thể thành có thể, và vợ chồng, con cái, những người thân yêu của chúng ta sẽ tin tưởng hơn, chúng ta hơn, sẽ thương yêu chúng ta hơn, và như vậy thì không có gì tuyệt vời hơn. Và kính chúc tất cả các anh chị em chúng ta có một năm 2006 như chúng ta đã nói, một năm có ý nghĩa thực sự trong cuộc đời của chúng ta, một năm đáng sống nhất trong cuộc đời của chúng ta, một năm chúng ta không những tạo ra giá trị của bản thân của chúng ta, mà chúng ta tạo ra giá trị cho những con người tin tưởng đi theo chúng ta và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Và tôi tin là chúng ta sẽ thực hiện được điều đó. Xin chào, tạm biệt tất cả các anh, các chị và các bạn, và hẹn gặp lại vào chương trình đào tạo webinar vào tối 20 giờ tối thứ tư tuần sau. Chào thân ái và quyết thắng.